chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay có đi lắp một bộ dàn ở Hải Dương các bạn, lắp cho hội trường đấy, một cặp loa Varig V120 đấy, loa 30 nhá, và một đôi loa center dùng là BKB 455 các bác này đấy, BKB 455 nhá. Đây là cấu hình tủ máy này, một quản lý nguồn, một vang số RF VNX500, một con mic Misao 5+ và một con đẩy PS Audio 4 kênh nhá, LA904 900W 1 kênh đấy. Tủ máy chỉ có đơn giản này thôi, không hề có súp quá nhá. Đấy, các bạn xem tiếng mic rất là hay. Thank you.